cậu mở mắt ra đi. Vậy cậu tính nhắm mắt tới bao giờ đây? Chứ sau gì cậu cũng phải mở thôi. Không, tớ sợ lắm. Là mắt của tớ khác màu mọi người, rồi tớ bị bắt đi luôn là sao? Cậu nghĩ cái gì vậy? Nếu có thì tỷ lệ chỉ 1% thôi, không có gì xảy ra với cậu đâu mà. Mắt hai màu? Khoan đã, tớ chưa bao giờ nghe về điều này. Đeo mắt kính lẹ lẹ. Tại sao vậy? Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Đến giờ vào lớp rồi, tớ dặn nè, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được tháo kính, nghe chưa? Vào lớp thôi. Đi học kiểu gì đây? Mắt cậu có cái gì mà phải đeo kính thế? Không có gì. Chắc chưa? Mắt cậu khác màu với mọi người sao? Đeo kính râm vậy là ghi lắm mà. Yeah. Mắt tớ màu đen bình thường thôi, nhiều chuyện. Vậy cho xem đi nào. Không. Miss Ruby. Sao thế? Trên đấy.